Mặc dù Dell Latitude có thiết kế không đẹp so với các dòng ví dụ như là Dell Vostro hay là Dell Inspiron, nhưng hiệu năng tính bền bỉ của dòng này được đánh giá rất là cao. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc laptop xách tay Mỹ Dell Latitude 5500. Đây là chiếc máy có thể nói rất là phù hợp cho các anh chị em khối văn phòng, đặc biệt là bên kế toán, được thiết kế với cái màn hình 15.6 inch và có bàn phím số. Đây là những cái tiêu chí để chúng ta mua, xài văn phòng hay là nhập liệu thì rất là ok. Bên cạnh đó thì cấu hình cũng được trang bị mạnh mẽ để chúng ta xài đa nhiệm Core i7-8665U với 4x8 luồng, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256. Như mình cũng nói là màn hình 15.6 inch nha mọi người, độ phân giải là Full HD. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm chi tiết chiếc Dell Latitude 5500 này, xem ở thời điểm hiện tại thì ngân sách loanh quanh 8 triệu thì nó có đáng tiền hay không nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm chi tiết chiếc Dell Latitude 5500 này nha mọi người. Với dòng Dell Latitude được biết đến là dòng laptop sản xuất cho thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Âu hay là Mỹ, nên là hiệu năng, tính bền bỉ thì được đánh giá rất là cao. Những năm gần đây thì người dùng Việt Nam chúng ta có cơ hội sử dụng những chiếc Dell Latitude rất là nhiều, và cũng chứng minh cho mọi người thấy là đây là một dòng laptop rất đáng để chúng ta mua xài văn phòng. Mặc dù nó cũng đã rớt đời mấy năm, nhưng mà nó đáp ứng rất là tốt ở trong cái phân khúc văn phòng hay là đồ họa nha mọi người. Đây là chiếc máy cũng được hãng Dell cải tiến khá là nhiều. Thường thì làm carbon tráng magie, thì đây là chiếc máy nó làm bằng chất nhựa đặc biệt, dạng bóng mọi người, cho nên là nó sẽ đỡ bám vân tay hơn so với các dòng máy mà làm bằng carbon tráng magie. Như mình cũng nói là với dòng Dell Latitude thì không có được đánh giá cao về mặt thiết kế. Chúng ta thấy khá là dày, nhìn nó không có đẹp so với dòng Vostro hay là dòng Dell Inspiron. Nhưng mà ngược lại, bù lại thì đây là dòng máy rất là bền. Tại vì hướng đến đối tượng khách hàng là hay còn gọi là dòng laptop business, cho nên là nó rất là bền bỉ mọi người, rất là bền bỉ. Giá của những chiếc máy này mới ra thị trường nó cũng rất là đắt. Cân nặng của chiếc máy này tầm khoảng 1,8 kg nha, 1,8 kg, cổng kết nối được trang bị đầy đủ. Vẫn còn xài cái cổng sạc đuôi chui lớn nè, dạng kim. Màn hình thì chúng ta thấy thiết kế cũng khá là ổn, tràn viền. Nói tràn viền quá thì cũng không đúng, nhưng mà xài văn phòng thì đây là chiếc máy khá ok. 15.6 inch, độ phân giải của nó là Full HD 1920 x 1080, có bàn phím số. Chỉ tiếc cái là chiếc máy này không có phím đèn mọi người, nó cắt cái option phím đèn hơi uổng, cho nên là làm việc ban đêm thì nó cũng hơi hạn chế. Còn làm cái chất nhựa này thì như mình cũng nói là nó sẽ đỡ bám vân tay hơn rất là nhiều. Bản lề thì mở ra được tận 180 độ, có hỗ trợ camera nè, mình thử xem có nhận diện khuôn mặt không nha mọi người. Có nhận diện khuôn mặt mọi người, nghĩa là thay vì chúng ta nhập mật khẩu thì nó nhận diện khuôn mặt luôn. Cấu hình của chiếc máy này thì một tí nữa mình sẽ đi trải nghiệm hiệu năng thì mình sẽ cho mọi người xem cấu hình. Bây giờ cái mình có thể mình xem được cái thông tin của nó nè mọi người. Để đây nó để là November 2019. Location là United States nè. Expiration đây là tháng 11/2022. Đó, nó có đầy đủ thông tin của nó hết. Bây giờ mình thử mình khởi động lại. Sau đó thì mình sẽ cắm sạc vào nha mọi người. Để đi trải nghiệm hiệu năng cho nó chính xác, xem với ngân sách mà loanh quanh 8 triệu thì nó có đáng tiền không. Mình xài văn phòng hoặc là chơi game giải trí hay là xài đồ họa có mượt hay không. Đây là những cái vấn đề mà người dùng rất là quan tâm.
Một tí nữa sau khi mà trải nghiệm hiệu năng xong á, thì mình sẽ tháo ra bên trong để cho mọi người xem chiếc máy còn nguyên zin hay không. Chiếc máy này khả năng nâng cấp ra làm sao. Thực ra thì với ngân sách 8 triệu thì nó cũng không phải là nhiều nhưng mà cũng không phải là ít. Đối với những người mà có cái nguồn thu nhập thấp á, buộc lòng chúng ta phải mua những chiếc máy cũ hay là những chiếc máy xách tay như thế này. Tại vì nó rẻ hơn rất là nhiều. Quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn một cái cửa hàng uy tín. Tại vì đối với những sản phẩm khác á, chúng ta mua xong là không cần những cái dịch vụ sau bán hàng. Nhưng mà đối với những cái hàng điện tử thì chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ. Nhiều khi hàng dựng hoặc là nó lỗi phải rồi đổi trả đồ nó rất là phiền mọi người. Thì ở đây là sử dụng cái con chip thế hệ thứ 9. Thật ra thì thứ 9 nó không để là 9 nha mọi người. Nhưng mà cái con chip mà 8665U là được hiểu ngầm nó là thế hệ thứ 9. Hồi nãy là mình check nó là November 2019. Với 4 nhân nè, 10 với 4 nhân 8 luồng, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256. Cái card màn hình này, cái thế hệ mà trước 2021 thì nó vẫn là còn là UHD graphic nè. Thì như mình cũng nói là cái card này nó có tốc độ xử lý là 2,5 GB. Còn với những chiếc máy mà chạy cái card đồ họa mà Intel Iris Air thì nó sẽ là 4GB. Xử lý được video 4K rất là mượt. Trong khi đó thì cái này thì chúng ta sẽ xử lý được video 2K. Tại vì sau này thì người dùng chúng ta rất là chú trọng đến cái việc là về media, nghĩa là chúng ta sẽ xem hình ảnh video rất là nhiều, trải nghiệm trên những cái nền tảng đó. Nên là nó được cải thiện về cái card đồ họa tích hợp. Ở đây còn cái là UHD Graphics 620. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái chỉ số FPS nè. 45.64 mọi người. Thực ra thì cái chỉ số này nó rơi vào tầm khoảng 50-60. Với chỉ số mà FPS mà chúng ta xài có thể chấp nhận được hoặc là chơi game ok thì nó phải là 40, 80, 120, 240 vân vân. FPS mà càng cao thì chúng ta sẽ xử lý đồ họa càng mượt. Bây giờ chúng ta test luôn cái CPU. CPU là chỉ số CB với 4 nhân 8 luôn. Con i7 sự thử xem sao nha mọi người. Thì với cái chỉ số này thì nó rơi vào tầm khoảng 400-500. Trong cái thời gian mà chờ đợi á, thì mình cũng lưu ý với mọi người một điều để mọi người hiểu về một cái nguyên lý vận hành của một chiếc máy. Ví dụ như để mà một chiếc máy chạy nhanh hay chậm thì nó lệ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản. Một là con CPU. CPU được biết đến là bộ xử lý trung tâm, giống như là bộ não của máy tính á. Kế tiếp là RAM. RAM được biết đến là bộ nhớ tạm. Thực ra thì hai yếu tố này nó quyết định tới 80-90% một chiếc máy chạy nhanh hay chậm. Nghĩa là ví dụ chúng ta ra 10 cái lệnh thì nó sẽ đưa lên hàng đợi RAM. Sau đó CPU nó sẽ xử lý từng lệnh trên cái hàng đợi đó. Nghĩa là CPU nó sẽ lúc đó nó sẽ có sự khác biệt giữa con i3, i5, i7 đó, mọi người hình dung như vậy. Còn cái card đồ họa thực chất là nó chỉ xử lý những cái hình ảnh. Những người mà bên thiết kế đồ họa đó, rất là nhiều điểm ảnh thì nó sẽ hiển thị ra cho mình. Cho nên là chúng ta cần một chiếc máy nó có card đồ họa để chúng ta chơi game hay là xử lý đồ họa là như vậy đó. Nói để mọi người hình dung tự nhiên. Chúng ta thấy là chỉ số CB nó cũng gần 600 nè mọi người. Gần 600, khá là ổn. Thì mình thử mình mở những cái task vụ văn phòng cơ bản nè. Mở lên, chạy rất là nhanh đó. Xài văn phòng kế toán thì rất là phù hợp. Những ai mà xài kế toán thì chúng ta nên mua máy màn hình 15.6 inch. Tại vì nó có cái bằng, có cái màn hình nó rộng mọi người. Khi mà chúng ta mở Excel nó có nhiều sheet như thế này nè, mà chúng ta xài màn hình nhỏ mà chúng ta kéo qua kéo lại thì nó rất là bất tiện. Ngoài ra thì nó phải có cái bàn phím số để chúng ta nhập liệu đó. Đây là một cái lưu ý. Nhiều người nếu mà mua máy 14 bên di chuyển thì chúng ta nên mua cái bàn phím rời bên ngoài để chúng ta nhập liệu nha mọi người. Tùy vào cái nhu cầu của mọi người thôi. Ok, bây giờ mình set down nè. Và mình tháo ra bên trong để mọi người trải nghiệm. Thì chiếc máy này là bên dưới nó có chữ Latitude nè mọi người. Latitude 5500 Windows bản quyền luôn. Ngân sách mà loanh quanh 8 triệu mình nói là chiếc máy này nó cũng khá là rẻ ở thời điểm này rồi. Nó đã bị rớt đời khoảng 4 năm. Thì chúng ta sẽ xài văn phòng được khoảng 5-6 năm nữa. Rất là ok.
như mình cũng nói là những cái video mà mình làm á, hướng đến phần trải nghiệm thực tế với cái nhu cầu rất là cao nhưng mà cái ngân sách thấp, thì buộc lòng chúng ta phải mua những chiếc máy cũ hay là những chiếc máy xách tay như thế này. Quan trọng nhất là chúng ta tìm một cái cửa hàng uy tín thông qua bạn bè người thân của mình á, để lỡ như nó có bị lỗi thì nó đỡ phiền phức. Chúng ta thấy là bên trong của chiếc đeo Latitude 5500 nè, cục pin tận tới 68 Wh. Thường những chiếc máy văn phòng thì pin nó rơi vào tầm khoảng 36-42 thôi, ở đây tới 68 Wh, giống như một con máy trạm. SSD 256 chúng ta có thể nâng cấp lên 512, 1T, 2T theo cái nhu cầu của mình. Nhưng mà 256 chúng ta xài văn phòng là quá ok rồi. Có 2 khe RAM, 2 slot RAM nè, hiện tại đang là 8. Nâng cấp tối đa cái RAM này là 32GB nha mọi người, ở thời điểm này. Máy còn rất là mới. Đây là cái quạt tản nhiệt, chỉ có mỗi một cái quạt tản nhiệt thôi, vì đây là chiếc máy xài văn phòng. Đây là chỗ gắn cạc WAN nè, cạc Wi-Fi AC nè. Đó. Và hai bên là những cái cổng kết nối để chúng ta giao tiếp với lại thiết bị ngoại vi. Hai bên là hai cái loa. Chiếc máy còn rất là đẹp, rất là mới mọi người. Hơn 8 triệu thôi, Dell Latitude 5500. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì comment hay đặt những cái câu hỏi, hay là cần mình tư vấn gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin nha. Mình hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là với cái trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về một chiếc laptop xách tay Mỹ rất là bền bỉ, Dell Latitude 5500. Đây là chiếc máy như mình cũng nói là ở thời điểm hiện tại thì loanh quanh 8 triệu thì chúng ta mua xài văn phòng, kế toán hay là nhập liệu thì rất là ok. Do là cái thời lượng video nó cũng có hạn, bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần mình tư vấn á, có thể để lại thông tin hoặc là comment những cái câu hỏi, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Rất là mong tiếp tục nhận được những đóng góp và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo.